Đây là pha ép cơ bản là ép dùm con phi văn cho một bạn đó là Vi Tiểu Bảo. Nói chung là bạn ấy tin tưởng, bạn ấy giao cho mình, chứ còn con phi văn, mua con phi văn gom mảnh lại cũng tiền không các bạn. Mà ép rớt thì nó nhỏ nữa. Để mình lên trang chủ mình xem thử là ép phi văn ép sao chứ. Có biết đâu. Đây. Coi thử ép phi văn ép chỗ nào. Cái phi văn là thuộc cái event trước rồi anh em. Đây. Ghép ngựa phi văn. Thừa ra thằng Bí Lam An. Rớt là mắc 10 mảnh. 200 xu. Trời ơi căng nhỉ. Phi văn lệnh. Để mình coi thế nào. 100 mảnh ghép với lại phi văn. Ghép với phi văn lại. Rồi. Ác bán rồi à. Ây, anh em thấy cái áo không? Quá VIP. Quá VIP, quá VIP. Thành thị Lâm An phía Bắc đi. Chào Trang Tý nha. Bây giờ đi ép phi văn cho anh em. Thợ rèn thằng Bí. Thừa đi đái. Á à, thợ rèn thằng Bí ở đây chứ. Ở đây, ở đây, ở đây. Đi ghép phi văn anh em. Mail TV, kiếm nick đi. 97 cũng khá là cao đấy. Nó 97 là khá là cao. Nếu 97 mà chưa ăn event là ăn event xong là lên cấp 99 là cũng ổn định rồi. Nói chung thì ép con ngựa phi văn nó cũng chua nhỉ. Rớt lên rớt xuống. Ép 4 lần rớt rồi. Ông Vi Tiểu Bảo là ép 4 lần rớt rồi. Trời cũng nhờ mình ép giùm. Mình chả biết ép sao cho nó lay đây. Làm bài khắng, làm bài khắng lại rồi, để làm bài khắng, làm bài khắng đàng hoàng. À vậy thiên đế mua à, làm bài khắng này lại phật. Đấy. Đó. Đó, phải chơi như vậy nó mới ghê. Chơi như vậy nó mới lây nha anh em. Đó. Nói chung là cũng cúng các loại rồi, tôi lại cho anh cái nữa này đó. Rồi, mô Phật anh thợ rèn này. Anh cho tôi ghép cái này. Cho tôi ghép cái lây cái coi này. Lây cái coi nha. Nâng cấp trang bị à, nâng cấp trang bị là gì đây? À đá tiến cấp. Rồi, ghép trang bị hoàng kim, ghép ngựa phi văn. Để coi ghép trang bị hoàng kim đi. Wow. Ghép ngựa phi văn thôi. Hay cha. Hãy để các nguyên liệu cần thiết ở trong hành trang. Ghép ngựa phi văn cần có là 100 mảnh ngựa phi văn và một cái phi văn lệnh. Hay. Ổn định, ổn định, ổn định. Cái này là chỉ là một cái kích là nó xác định cái việc là lên hay không lên đây anh em. Một cái kích thôi. À, mình phải nghỉ nghỉ nghỉ, mình xả stress, mình đi uống nước, mình đi đái phát đã. Coi nào. Ấy các bạn nhỉ? Rương Định Quốc ăn bang. Có Rương ăn bang rồi anh Bảy. Tôi có hai Rương ăn bang này.
Ghép các bạn nha, ghép nha, ghép nha. Ông Vy thì báo ông đứng bên cạnh luôn kìa. Cắn mày bắn vào luôn à. Thôi cắn cái gì. Trời ơi. Lên. Đọc thằng chú rồi mà. Tụi nó lên rồi, tôi đọc thằng chú. Tôi đọc thằng chú là lên liền. Vãi nhỏ. Rồi dịch. Quá nhỏ. Anh em thấy đỉnh không? Tôi nói rồi, đọc thằng chú. Đọc thằng chú là nó lên. Wow. Đẹp chưa? Quá đẹp. Vãi. Ok. Mượn. Like xong trả. Đúng rồi. Anh em biết không, ép ngựa phi văn này, một lần ép là tốn cái phi văn lệnh này, rớt 4 lần là tốn hết 800 xu. Rồi thêm là 10 mảnh, 4 lần là 40 mảnh nữa. Tốn hơi bị khủng đấy. Mượn. Hết live team. Quá đỉnh. Đó, đó là câu thần chú đó các bạn. Oh, anh này thấy không? Cái gì đó cũng có lý do của nó hết. Yeah. Đấy, tôi nói là cái gì nó cũng phải có cái thần chú rồi niệm đồ các loại. Rồi mới lên được. Lấy phi văn liền. Quá đỉnh anh em. Con ngựa chạy đẹp không? Quá đẹp. Đúng rồi, thi nhãn vào lông kích là đẹp mà. Thi nhãn vào lông kích là đúng đẹp luôn. Yeah, ok. Nói chung là anh em cho mượn con ngựa chạy hết live stream. Hãy lại tìm trả lại. Như thế là ok rồi đúng không các bạn? Đó anh em thấy không? Ép ngựa nó cũng phải có bài bản. Đó, ép có trình là nó lên nha.